6 bài thôi. Khi có môn mới thì 7 bài nha. Trời, mấy từ tiếng Anh này chị. Vòng mới được có một vòng thôi. Nè. Nó còn đến hai vòng mà mới kêu nói thêm câu để con lại tắt cái bài xin nhận đi. Không xuất xem một ba gì. Thank you.
Chúc mừng sinh nhật, happy birthday to you. Happy birthday. Đây là sinh nhật, nhật của ai, con đánh bài này nha. Ok, con đánh vòng nữa đi. Con chỉ đánh một lần thôi. Muốn nghe lại xem lần bạn con. Nào, đánh lại lần nữa đi. Ok ạ. Còn nặng nữa chưa thì đánh tiếp. Mọi tay đau tay á. Đánh luôn đi, còn đi nghỉ luôn. Phải sướng hơn rồi. Bao nhiêu giờ? Gì? Năm bao nhiêu giờ? Bây giờ mới có hơn 9 giờ thôi còn được chơi. Đánh xong vẫn còn được chơi. À. Chơi được một tiếng. Chơi thoải mái một tiếng luôn. Một tiếng thì tiền ít thế. Con trả bằng con trả bằng đi quần nhít. Đi quần nhít mấy phút nữa mà.